Việt Nam 11/47 rút ngắn hãng Boeing đang hợp tác với chính phủ nhằm nâng cao năng lực giám sát hàng không của Việt Nam. Từ đó, Việt Nam có thể mở các tuyến bay đến Mỹ. Ông Dinesh Keka, phó chủ tịch cấp cao phụ trách kinh doanh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ của Boeing, cho biết hãng này đang hợp tác với chính phủ Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ để nâng cao xếp hạng an toàn hàng không của Việt Nam và giúp Việt Nam Airlines triển khai các chuyến bay thẳng tới Mỹ như Los Angeles. Bây giờ năng lực giám sát hàng không của họ, Việt Nam, chưa được xếp mức 1. Ông Dinesh Keka nói trong cuộc phỏng vấn tại Singapore Exeter vào hôm thứ 4 vừa rồi. Tại Mỹ, Hàng không Liên bang Mỹ, FAA, là cơ quan xếp hạng tiêu chuẩn an toàn và năng lực giám sát hàng không. Vì vậy chúng tôi đang làm việc với chính phủ Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ để mở rộng các chuyến bay, ông Keka nói. Theo website của FAA, Công ước về Hàng không Dân dụng Quốc tế, còn được gọi là Công ước Chicago, quy định mỗi quốc gia phải chịu trách nhiệm giám sát an toàn đối với các chuyến bay của mình. FAA thực hiện đánh giá hàng không của các nước có đường bay đến Hoa Kỳ để xác định xem mức độ an toàn có đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế hay không. Việt Nam được xếp hạng mức độ 2, có nghĩa là các quy trình an toàn còn chưa đạt yêu cầu, FAA đang đánh giá lại. Tháng 11 năm 2017, ông Dương Chí Thành, CEO của Vietnam Airlines cho biết Vietnam Airlines có kế hoạch triển khai các chuyến bay thẳng đến Los Angeles vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020. Vietnam Airlines đã ký thỏa thuận sơ bộ với Boeing, đặt mua loại máy bay thân rộng 777-8. Tuy nhiên, theo ông Keka, quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc cải thiện năng lực giám sát hàng không của Việt Nam. Ông nói thêm, bất cứ hãng hàng không nào cũng cần đảm bảo triển khai được các tuyến bay phù hợp trước khi đặt hàng các máy bay lớn. Việc đầu tư này rất lớn và bạn cần có khả năng lấp đầy máy bay, ông Keka cho biết. Chúng tôi cảm thấy khá lạc quan rằng năm nay họ, Việt Nam, sẽ được xếp hạng mức 1. Hàng không Việt Nam đang mở rộng các tuyến bay đến Mỹ. Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế ước tính Hoa Kỳ sẽ là một trong năm thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhất trong 20 năm tới. Trước đó, vào tháng 10/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Boeing, ông Kevin McAllister. Thủ tướng đề nghị Boeing nghiên cứu, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các chuyến bay thẳng đến Hoa Kỳ trong thời gian tới. Việc này có ý nghĩa quan trọng trong phát triển quan hệ hai nước. Từ năm 2004, Vietnam Airlines đã có kế hoạch khai thác các tuyến bay thẳng tới bờ Tây nước Mỹ. Tuy nhiên đến nay việc thiết lập đường bay thẳng đi Mỹ vẫn chưa được thực hiện do những rào cản ngặt nghèo về tiêu chuẩn an toàn và năng lực giám sát của hàng không. Theo trí thức trẻ trên bờ